Tiết Nhung thì khẩu hình của con không có mở, nó bị cứng. Nhìn trời mưa đổ bắt đầu đi xuống là con hát con không có tập trung nữa, con bị đuối hơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Hơi run một chút nên hoàn thành bài hát chưa tốt lắm. Ở dưới sân khấu là đã run rồi, cho nên lên sân khấu hát không được tốt lắm. Hai đứa con rất là xinh, rất là đẹp trên sân khấu, còn trẻ nhưng mà đã yêu mến bolero. Đây là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn rất là văn minh, rất là hiện đại mà các bạn vẫn tha thiết với dòng nhạc bolero bằng một tinh thần mới. Hai tụi con đều có hai cái chất giọng rất là tốt, nhưng mà hát còn cứng. Muốn mềm mại và hay hơn nữa thì phải có thời gian. Như vậy đối với cô Phương Thanh Lực, tụi con quá là tuyệt vời rồi, quá là ngưỡng mộ tụi con rồi. Lòng tôi trao anh, ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình, trót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nghe chuyện đời, tình mình này trên như lá úa thu rơi, đường chân mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngỡ ngàng trong đêm trường tôi chưa vơi.
ở đây thì bây giờ là tôi thấy cô là diễn xuất cái bài này hay, nhưng mà cách hát thì là không bằng được trước, lạng cũng nhiều. Đến với cuộc thi solo cùng bolero này là thật sự là một chặng đường thử sức, là một bước ngoặt rất là lớn với em, bởi vì rất là nhiều khán giả biết đến em qua những MV trên YouTube. Đó là những bản thu âm thôi, nhưng mà khi đến đây thì mình phải hát live thật sự. Đây là một bài học rất là lớn và một trải nghiệm rất là sâu sắc đối với em. Mùa đông lại đến thêm mong chờ Noel. Chúa sinh ra đời sao sáng soi đầy trường. Ta cùng hẹn nhau xem lễ đêm đông vang từng hồi chuông. Còn nhớ bao nhiêu mùa Noel, lắng nghe thiên cầu bay khắp cõi trần gian. Ta cầu nguyện xin ơn Chúa ban cho nhân loại này mãi thương mến nhau hơn, trong tình thân ái kết sẽ thành trái tim. Chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, xin được mời giám khảo Quang Linh ạ. Buộc hỏi tại sao con khóc. Dạ thưa chú, là con đang cảm thấy rất hạnh phúc vì con chưa bao giờ được có một món quà Noel, có một mùa Noel hạnh phúc như thế này. Chú cũng nói thật là lần đầu tiên chú nghe bài hát này. Cái bài thì chú chưa thích lắm, thế nhưng mà cách hát của con là chú thấy cũng khá là ổn. Mở đầu là nó có những cái nốt thấp ý, mà cái cách xử lý nốt thấp của con rất là hay. Nó nhẹ nhàng, nó vừa phải, nó đủ tình cảm. Chú chỉ nhắc lại là cho phải mở khẩu hình lớn hơn. Ví dụ như cái câu cuối cùng là cho mùa sao sáng Noel mãi nở hoa. Cái câu sao sáng đó là con là không có mở khẩu hình là con sao sáng gì đó. Đúng rồi đó. Chứ em bị chi phối nhiều thứ quá, xong rồi vì em phải nhớ lời, xong rồi phải diễn tả theo lời bài hát, cho nên nhiều khi em hát em bị ém lại á. Con để ý, con chỉ có bị cái phần đấy thôi. Nếu mà chú còn ngồi lại mà chú bắt gặp cái lỗi này lần nữa là chú sẽ cho điểm rất là thấp. Con để ý nhé. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Sự con chỉ có đúng cái lỗi đó thôi, cho nên là mình không thể nói nhiều. Con chỉ cần mở khẩu ra cho nó
thoát cái chữ ra nữa là thành công. Bởi vì con xinh xắn nè, chất giọng con rất là ấm áp và truyền cảm. Con như thiên thần đứng trên sân khấu. Cảm ơn con, cố gắng sửa nha con nha. Dạ, cảm ơn. Như vậy là gọi là tạm ổn rồi đó. Nhưng mà cái khẩu hình mở cũng chưa có được lắm. Đây nó cũng là một cái bài hát rất khó để cho một cái người nhỏ tuổi như con để mà gánh cái bài này thì cũng rất là khó đối với con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Nếu mà em được vô vòng trong thì em sẽ cố gắng khắc phục được khẩu hình miệng của mình để hy vọng lần sau em sẽ không bị ban giám khảo nhận xét là khẩu hình không mở. Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê. Em sống son gót mềm, nhộ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần yêu đời con gái, cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thương ngát thêm tuổi hồng. Anh ơi yêu đi, yêu đi trên đỉnh á thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Anh ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua nhau. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học tiếng chim ca, cho dẫu không xóa nhòa rồi thì cũng qua, tình cũng bay xa. Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn, một lần cay đắng xa nhau một đời. Em còn gì đâu, anh còn gì đâu. Cứ mỗi phần thi của em ra hát thì tôi hồi hộp ghê lắm. Nhưng mà đây là một phần mà tôi được ngồi xem em hát mà tôi thấy thoải mái nhất và tôi thích nhất từ hôm trước cho đến bây giờ. Em hát không có gượng, không có gồng như những cái số đợt trước. Em hát đúng với cái bài hát này luôn. Rất là đẹp, rất là hay. Túm lại là em vừa có một cái phần diễn mà theo tôi là xuất sắc cả nhìn lẫn nghe. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Khi mà nhận được lời khen của chú Quang Ninh thì rất là sướng, muốn ứa nước mắt luôn, chưa bao giờ thấy nó đã như vậy. Qua cái phần trình bày thì cô có thể thấy rằng là con là một người nồng nàn và tha thiết. Cái điều đó rất là cần cho cái dòng bolero. Ngoài sân khấu nó khác trên YouTube lắm. Khi ngoài sân khấu cái lực nó cần nhiều hơn trên băng đĩa. Con chỉ cần đẩy cái lực con mạnh hơn một chút xíu ở những chỗ thấp để cho nó rõ chữ hơn một chút xíu nữa là tuyệt vời. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn giám khảo Phương Thanh. Có một điều này mà chú muốn chia sẻ nè. Chú theo nghề này lâu lắm rồi, đi hát cũng 30 mấy năm rồi. Và chú rút ra được mối kinh nghiệm. Những người mà theo được đường dài, đó là những người có tố chất hát live tốt. Chú thấy là chú tiến bộ một cách rõ rệt luôn. Cảm ơn nhé. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Quang Linh. Tới giờ Vi Dung cũng không nghĩ là Quỳnh Trang sẽ hát được như vậy. Hôm nay là ngay cái ngày mùa Noel mà con hát như vậy, con làm cho mẹ một cái sự rất là ngạc nhiên. Hôm nay là mẹ khen con hát rất là chuẩn, diễn xuất rất là dễ thương cùng cái lứa tuổi của con. Cứ như vậy mà con tiếp tục. Mẹ chúc mừng con. Nhận được lời khen từ mẹ thì cảm giác đầu tiên là bất ngờ.
rất là bất ngờ. Bởi vì hồi trước giờ thì mẹ rất là kiệm lời khen, bởi vì mẹ sợ mình chủ quan rồi ỷ lại. Nhưng mà hôm nay mẹ dành lời khen cũng như là món quà tặng Giáng sinh dành cho Trang thì Trang cảm thấy rất là hạnh phúc. Em thích mùa xuân được ngủ ở bên gốc mai, trong nắng mùa xuân mình được một giấc mơ đẹp. Bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Kề đêm đón xuân về, nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm đẹp phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp, em đi dạo phố phường, ngày xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Đầu tiên xin được mời giám khảo danh ca Giao Linh sẽ có những lời nhận xét với Quỳnh Trang ạ. Trước nhất là xin chào quý khán giả có mặt trong khán phòng. Và năm nay con 20 phải không? Cô nói con chừng 15 tuổi à. Con rất là trẻ mà cái giọng hát trẻ theo cái tuổi của con đó. Cho nên với một cái bài hát này thì cô thấy con hát rất là dễ thương, giọng ca mạnh mẽ, có những cái nốt rất là cao. Và Giao Linh chỉ có nhắc nhở Quỳnh Trang là những cái nốt trầm đó con ráng mà gồng người xuống để phát âm cho rõ. Với lại con có một cái câu là em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui nha con. Con nếu mà con ca nhiều khi nó nhanh quá con đọc lẹ đó, thành là bếp vui nha con nha. Dạ, xin được cảm ơn cô Giao Linh ạ. Như chúng ta cũng biết là hôm nay là ngày Tết Dương lịch,
trong cái không khí rộn rã này mà nghe em hát cái bài Tuổi Mùa Xuân thì tôi thấy lòng tôi cũng thấy rộn rã theo bài hát của em. Thấy giọng hát của em có lực, tức là có những cái nốt cao em hát tới và khỏe. Chú cũng có cái lời chúc mừng cái sự thành công của em trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chú Hàng Châu và xin được mời giám khảo Phương Nhung ạ. Trước tiên là khen gáo dài rất là dễ thương, đẹp, tôi thích. Và phong cách hát nhí nha nhí nhảnh dễ thương, hợp với cái lứa tuổi của con. Nhưng mà bài hát này thì chưa có hoàn hảo với con lắm, còn phải để ý cái nốt thấp, con phải cần cố gắng luyện nhiều thêm. Bước nặng để qua thêm nhà phăng, vương xa trên bên sông em xuống
Đây là một cái bài hát mà thật ra thì nó cũng khó hát. Nó đòi hỏi cái người hát phải có những cái luyến lái thật là nhẹ nhàng thì nó mới ra cái bài hát. Mà hôm nay Trang hát được cái bài này là một cái điều mà Giao Linh rất là lạ. Bởi vì cái giọng hát của Trang tự dưng nó đột phá ra rất là hay. Và những cái luyến lái nó làm cho Giao Linh thấy lạ ghê lắm. Cho nên mà từ đây về sau mà nếu mà Trang lựa những cái loại nhạc này Trang hát, Giao Linh nghĩ là con sẽ rất là thành công. Xin được cảm ơn cô Giao Linh ạ. Vậy thì không biết là với cô giáo Đông Đào thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Xuống đây cho cô ôm gái. Cô Giao Linh đã khen con rồi, cô thì không có muốn khen nữa, mà là con chị, cô chỉ có muốn ôm con và thưởng con nụ hôn thôi, nhiều đủ rồi. Chúc mừng con. Cô giáo rất là vui. Cái bài hát này á, không có nghĩ rằng là nó 20 tuổi nó hát đâu. Nó là cũng ba mấy 40 tuổi rồi nó hát bài này á. Tại vì cái bài hát này phải trải nghiệm dữ lắm mới xử lý bài hát này được. Và con luyến lấy mấy chỗ nghe đã lắm Trang. Tuy nhiên có một chỗ, hai chỗ cô muốn nhắc thôi. Là cái chỗ rồi đời ta vỡ tan làm đôi. Rồi đời ta vỡ tan làm đôi. Mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời. Con đừng ngắt ngay chữ rồi. Không xử lý kiểu đó nha con. Bởi vì nó mất đi ý nghĩa nó. Chỉ chỗ đó thôi. Chúc mừng con. Dạ. Cảm ơn cô. Như vậy là cô Giao Linh đã có lời khen và cũng như là huấn luyện viên thì cũng có lời khen cho em. Chắc chắn là vị giám khảo mà luôn luôn khắt khe với Quỳnh Trang ngày hôm nay cũng không có thể khắt khe với em hơn đúng không ạ? Cho chị Phi Nhung. Bà có chỗ một bắt rồi, này hết chỗ để bắt rồi. Ai nói? Dạ tôi xâm ra tôi biết chứ. Không, nhưng mà cũng rất là vui. Hôm nay thì con hát khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều thôi. Nhưng mà đối với mẹ thì con cũng chưa có đạt được trong cái sự hay như vậy. Xuống thấp con phải cần cố gắng thêm nữa. Cô nói chỗ nào chưa hay, chỗ nào bị thấp chưa rõ, cô phải dẫn chứng được chữ đó để cho con hát lại được hay không? Không phải là phải dẫn chứng, không cần phải là dẫn chứng. Con phải hát cái chỗ này thấp nè. Thật sự ra là cái nốt thấp của bé từ tập 1 cho tới tập bây giờ, những cái nốt thấp bé rất là tù, rất là tối. Mẹ Nhung phải muốn con phải hát thêm hay hơn nữa. Hôm nay bé hát những chỗ thấp bé đã khắc phục được rồi. Trong ít nhất cũng trong bài hát này, chỗ nào bé đã tiến bộ mình phải khen cho bé, còn chỗ nào bé không tiến bộ mình mới chê để bé khắc phục lại. Cô giáo hung dữ quá cô giáo. Cô giáo phải bình tĩnh xuống nha. Hôm nay khi mà trình bày ca khúc Bến Giang Đầu, sau khi hát xong thì cũng như mọi lần thôi, thì mình được thở phào nhẹ nhõm một chút xíu. Nhưng mà có những cái chỗ nó không được hoàn hảo theo ý của mình như những lúc mà mình tập. Nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với đêm chung kết 7 cuộc thi solo cùng Bolero mùa thứ tư năm 2017. Cuộc thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Và hôm nay chúng ta chỉ còn lại 6 thí sinh. Chắc hẳn mỗi thí sinh đã để lại trong lòng tất cả quý vị những ấn tượng và những tình cảm khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với họ để bước vào một đêm của cảm xúc, một đêm nhuốm màu thời gian với chủ đề Chúc kỷ niệm cho người. Và bây giờ đây chúng ta hãy cùng chào đón những nhân vật không thể thiếu trong đêm thi hôm nay. Đó chính là thành phần ban giám khảo. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị nữ giám khảo Danh Ca Hòa My. Xin được giới thiệu giám khảo ca sĩ Đông Đào. Vị giám khảo xuyên suốt của chúng ta, nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ đây chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón cả ba vị giám khảo của đêm thi hôm nay.
sẽ cùng nhau bước vào đêm chung kết 7 của cuộc thi solo cùng Bolero với chủ đề Chúc kỷ niệm cho người. Thưa quý vị, khi những cánh cửa mở ra cả một khung trời kỷ niệm, thì dù đó là kỷ niệm cho người chủ động ra đi hay người ở lại, hẳn cũng sẽ là những kỷ niệm khiến lòng chênh chao khi nghĩ về. Và nói đến kỷ niệm của anh chàng nhân viên văn phòng có vẻ ngoài lãng tử Nguyên Trung, tôi cứ nghĩ rằng anh chàng sẽ không bao giờ biết buồn vì anh rất là sôi nổi và luôn là người kết nối các thí sinh. Ấy vậy mà khi nhắc về cô gái xinh đẹp anh đã từng đón đưa 3 năm về trước, giọng anh bỗng ngập ngừng. Những chân thành không giữ nổi trái tim của một người con gái khi cuộc sống ngoài kia sôi nổi hơn, nhiều cơ hội và cũng lắm kẻ đưa người đón. Anh không trách người xưa, anh chỉ trách mình đã không cho cô gái ấy được một cuộc sống đủ đầy. Để giờ đây anh chọn nghiệp đàn ca để làm vui cho đời và cũng để cho mình được một lần sống đúng nghĩa với đam mê. Một ngày, từ ngày mới yêu nhau, mình hằng mơ không gian dở tình đâu. Tình còn đây mà người tình đã quên mau, người đành lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng diều bước nhau đi, người đã quên, ôi quên biết đường về. Sầu gọi sầu, già rời lệ ướt lên mi. Đoạn buồn người ơi có nghe, khi mưa mưa lạnh về đêm. Nhớ hôm nào ta mới dần hơn, đưa nhau về đường phố mưa trơn. Ôi bây giờ xa cách nghìn trùng, người đời thường hay gian dối. Tôi xin chấp nhận tôi buồn, khôn một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lạy người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm. Mới dần
mưa trời. Ôi bây giờ xa cách nghìn trùng, người đời thường hay gian dối, tôi xin chấp nhận tôi buồn. Còn một mình bước đơn côi, và từ đây tôi xin lạy người đời. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi, chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tin vui. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi, chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn. Hòa My ơi, ngày hôm nay cô gặp lại Nguyên Trung thì không biết là cô cảm thấy thí sinh này như thế nào ạ? Hòa My thấy rằng em Trung căn bản có một cái chất giọng tốt, và nếu mà em chịu khó gọt giũa thêm và chịu khó suy nghĩ thêm về cái cách thể hiện từng cái lớn nhỏ của cái câu hát để mình làm cho nó có thêm một cái chiều sâu nữa, cái cách thể hiện để mà có cái độ cảm xúc lớn hay nhỏ, em thiếu cái đó. À, có lẽ là em người mở đầu cho nên nó cũng rất là nhiều áp lực. Cô thấy rằng bài hát này em hát là vừa tròn thôi, chứ nếu mà xuất sắc thì cô chưa thấy. Để ý thêm cái phần như mình vuốt đuôi những cái gì mình bỏ nhỏ xuống chút xíu ha. Những cái chỗ nào mà nó muốn thể hiện cái sự đau khổ em nhẹ lại chút xíu. Yeah. Khắc phục ha. Vì cái bài hát này nội dung và chiều sâu của nó rất là hay, cho nên Trung cũng rất là cố gắng, cộng với cái tâm lý hồi hộp cho nên mình chưa có làm thành tốt những cái chậu bo nhỏ đó, cho nên đó là một cái khuyết điểm. Tiếng ca em hôm nay rất là tốt, càng ngày càng hay. Chị khen em là càng ngày em đã mờ mờ đi một cái bóng rồi đó, mờ nhiều lắm luôn á. Nhưng mà đặc biệt là cái cách diễn vẫn còn cứng, em phải cố gắng diễn cho nó mềm mại lại nha. Chúc mừng em. Dạ. Trung rất là cảm ơn giám khảo Huy Nhung, và đó là một cái tín hiệu vui cho Trung sau những cố gắng nỗ lực của Trung. Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều thứ mà Trung phải làm phía trước. Xin mời cô giáo Đông Đào ạ. Cái ý kiến của cô Quả My nói là đúng đó, phải biết tiết chế chỗ to chỗ nhỏ và mình thể hiện cái cảm xúc của mình ở trong từng câu chữ. Tuy nhiên có lẽ bài hát này không phải là dễ hát, phải là cái người trải nghiệm dữ lắm trên sân khấu mới thể hiện bài hát này tới. Hơn nữa thì cái ca khúc này thì rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát và đánh dấu tên tuổi, thì khi nghe lại Nguyên Trung hát thì cảm giác đâu đó còn thiếu từ cảm xúc cho đến thiếu cách vuốt những cái câu chữ đuôi chữ. Tuy nhiên thì giọng hát em hôm nay đầy đặn, thì cố gắng giữ phong độ này và cứ nghĩ rằng là mình sẽ là hình ảnh của một Nguyên Trung và chịu khó suy nghĩ thêm cái cảm xúc và cái biểu cảm khi biểu diễn bài hát. Con cũng chưa có hài lòng với cái giọng hát của mình ngày hôm nay, bởi vì con làm còn nhiều chỗ chưa có tốt. Nhưng mà con sẽ cố gắng hết mình. Thưa quý vị, khép lại cánh cửa lòng của thí sinh Nguyên Trung với một câu chuyện tình buồn, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau gõ cửa một ngôi nhà khác, ngôi nhà của một người phụ nữ. Tôi không hiểu sao những người phụ nữ cứ hay chọn cho mình sự lặng thinh, vô vọng, như những cái bến im lìm đứng tiễn những đoàn tàu đi qua khỏi cuộc đời của mình. Và cuộc đời của Thiên Hà, người phụ nữ đã trải qua tất cả như vấp váp rồi tuyệt vọng. Chị nói chị thích nhất là mỗi lần mà Uyên treo chị là thí sinh được cưới nhiều lần. Ấy vậy mà phải chi trong cuộc đời của người phụ nữ ấy được một lần yêu thương đúng nghĩa, để chị không còn phải mặc cả cho phận mình vì trót đã lỡ một nhịp cầu. Thank you.
đời. Một chiều nhẹ mưa bay thành ngô buồn răng lối vào vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi. Tình yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay, có mấy ai ngờ chiều nay là đây, cánh buông theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần một lần áo đẹp màu trinh nhân. Tôi anh đôi bạn đường ta siêu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao, tiến người yêu trước đến giờ bạn đi sau. Trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn đi vào thơ.
Dạ. Em có giọng rất là tốt đó. Nhưng mà cô Họa My thấy là em xử lý cái bài hát chưa được hoàn toàn lắm. Có nghĩa là cái câu đầu em vô nó thiếu cái sự mùi mẫn. Thành ra em thiếu sự thu hút. Có lẽ rằng cái cách hát của em nó hơi ngập ngừng. Đoạn đầu em phải hát cho suông. Thật sự lúc đó là đang diễn với một người bạn diễn là nam đó. Thì nhạc thì gần tới để hát rồi. Mà cái người bạn nam đó chưa có buông cái tai hà ra. Nó bị thiếu tâm lý ngay cậu đó. Em thử hát lại cô nghe. Tôi đưa người đi đó. Bước chân hoa bông vào đời. Tôi đưa người đi đó. Nó giống như là em trả bài. Cho nên em phải coi lại cái chỗ đó là em chỉ xử lý một chút xíu thôi. Thì nó sẽ có cái sự tình cảm nhiều hơn. Cái đoạn giữa, không gian tuy bao la mà đầy trời mây đó. Không gian tuy bao la mà đầy trời mây. Cô thấy là cái một cái câu đó mà em nghĩ hai lần lận. Rất là uổng. Cho nên là em hát giống như nó bị đứt khúc một chút xíu. Em bớt lại cái phần lấy hơi đi. Em ráng em tống cái hơi làm sao có cao trào thì em lên chút xíu. Và ngày trời mây cho nó thê lương chút xíu. Thì nó sẽ tình nhiều hơn. Trái với ý kiến của cô Họa My thì đông đảo nghĩ rằng em Thiên Hà xử lý cái cách đó thì có thể em cũng muốn thay đổi một màu sắc để chúng ta có thể cảm nhận. Tuy nhiên thì cái thay đổi của em thì nó lại chưa có được hay lắm. Cho nên thì những cái người lớn đã góp ý thì em nên tiếp thu điều đó. Dạ. Chỗ đoạn giữa cũng vậy, để hai hơi thì nó quá dài. Hay một hơn. Hơi nữa càng tốt. Tự nhiên nó rất ít chữ. Dạ đúng không? Rồi cô, đúng rồi cô. Tại vì những vòng thi trước đó cô thì Thiên Hà được góp ý rất nhiều về vấn đề hát không rõ lời. Chính vì vậy có lẽ là lần này em lại sợ, cho nên bắt đầu vô hát là phải hát rất rõ lời. Nhưng trong cái rõ lời của mình cũng phải biết giữ tinh tế và cái ý nghĩa của câu chữ đó. Còn cách xử lý từ giữa bài đến cuối rất hay, rất là có cảm xúc, thậm chí cô cuốn hút theo. Và cô ngồi dưới này cô cũng có hát theo vài đoạn, bởi vì thấy tự nhiên cái cảm xúc nó dâng trào nó theo. Rồi chúc mừng em. Dạ em cảm ơn cô ạ. Dạ. Hôm nay Phi Nhung nói tóm gọn lại cái bài hát của em là xuống thấp em làm chưa có tới. Còn về bài hát thì nói chung là cái bài này nó phải ngọt ngào, nó phải nhấn nhá. Em chưa có cái đó, em còn bị cứng lắm. Em xử lý theo của em cũng là tốt, nhưng mà nó chưa có đủ mùi. Cách xử lý của em chia câu hay là cái riêng biệt của em chị tôn trọng, nhưng mà nó phải mềm, nó phải có hồn vô trong đó một tí xíu. Tóm lại là bài hát này hôm nay em diễn nó chưa có đủ đi vào lòng người. Còn hát rõ chữ thì nó quá đẹp, giọng rõ ràng, rất là trong sáng. Thưa quý vị, người phụ nữ ấy đã tự khép lại cánh cửa của lòng mình. Và ở bên ngoài đây, những cuộc hạnh ngộ rồi chia ly vẫn còn tiếp diễn. Nếu như mà nói về những chuyến đi dài, những lần tiễn biệt, thì có lẽ không ai trong số chúng tôi có thể kể cho quý vị nghe những câu chuyện ấy bằng những thăng trầm thay khác của cuộc đời, thích hợp hơn là anh chàng tài xế Thiên Bảo. Tôi nói như vậy là bởi vì 6 năm đi hát, hơn 10 năm quay trở lại quê nhà làm đủ mọi nghề, để rồi 5 năm sau đó anh trở thành tài xế. Và cuối cùng, sau hết tất cả, anh quyết định nối lại mối duyên đã đứt gãy của mình với âm nhạc trong suốt gần 15 năm đó. Dường như những cuộc hội ngộ rồi chia ly cứ như một cái vòng lẩn quẩn đến xót xa. Và cũng chính những trải nghiệm ấy khiến cho anh trầm tính hơn, ít chia sẻ hơn. Và cả trên khuôn mặt hào hoa đã dạng dày sương gió của Thiên Bảo, chừng như là không có một điều gì có thể khiến cho anh rơi nước mắt. Có chăng anh chỉ khóc thầm. Anh điều yêu ngoài trời trắng
tỏ mà sao ướt đôi tay mình. Bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm ăn lòng, bây giờ lìa xa. Em yêu ơi từ nay cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời anh đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sớt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rung ngoài, từng ngồi chuông đổ càng thêm tái tê trong lòng. Vắng em cô phòng càng quạnh nhiều, nhớ em nhớ từng là nơi thờ. Giờ đây mới biết xa em sẽ chết cả đời anh. Đời anh đắng cay trăm chiều. Bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sớt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Rồi nghe từng lá rung ngoài, từng ngồi chuông đổ càng thêm tái tê trong lòng. Vắng em cô phòng càng quạnh, nhớ em nhớ từng là nơi thờ. Giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh. Giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh. Sự kỳ vọng về một điều bứt phá gì đó ở anh từ chị Phi Nhung khiến cho mỗi lần xuất hiện sau này thì anh lại càng áp lực và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy thì không biết là ngày hôm nay Thiên Bảo cố gắng như vậy có đạt được những kỳ vọng của chị với anh trong tuần trước chưa? Biết nói làm sao giờ ta?
Bây giờ tôi hỏi cô giáo trước nè. Ủa cô dạy Thiên Bảo một cái chữ cả mà nghe giống như ca cả gì đó. Là cô dạy cái đó hả hay sao? Bảo ơi, sao vậy hôm nay em hát chữ cả vui dữ vậy? Giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Vậy? Để bảo hát lại câu đó cô nghe. Giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh. Nhưng sao không? Sao không hát vậy? Hồi nãy em muốn phá cách phải không? Đừng có phá cách kiểu này chết. Hồi hộp chết á. Có lẽ là hồi số trước chị Vi Nhung có thách đố với em đúng không? Em cứ hát một màu giai điệu trưởng hoài à. Bây giờ cho em giai điệu thứ ơi. Đau khổ rồi tê tái gì lắm coi. Hôm nay cuối cùng đau khổ tê tái thành xa em sẽ làm chết cả đời. Chị làm em mất cười quá. Hôm nay thì thật sự Bảo hát không hay như mấy lần trước. Bảo cố gắng lên nha. Tại vì đã vô tới vòng này rồi, chỉ có cách chọn bài bản, cách diễn xuất của mình thôi, chứ còn hát thì mình đã hát quá hay rồi. Tự nhiên hôm nay em hát cái nhịp cũng kỳ lắm, câu nào em cũng vô trễ hết, rồi cái em dồn chữ lên cái để xuống cái tempo là em đúng cái chữ cuối, nhiều như là chỗ là em yêu ơi, em kêu kiểu đó em đi mất tiêu phải rồi. Chiến chuyến xe lam đông người chiều nào, xuôi mình không quên mà ngồi bên. Em xuống xe lạ
Sau khi thể hiện phần thi của mình rồi thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm, bởi vì mình cảm nhận được là mình đã truyền tải được bài hát này đến quý vị khán giả. Rồi bây giờ nè, chuẩn bị vô hộp để coi. Dạ cô giáo Đông Đào, hôm nay em nó học hành sao cô? Trang, hôm nay con á vừa đẹp nè, vừa hát hay nữa. Tại vì á, thứ nhất hôm nay á, là con hát bài này rất là tốt, tốt hơn những gì cô nghĩ. Tại vì cái bài này cái quãng rất là rộng, mà con á, thì con lại hạn chế những cái nốt trầm. Mà trong bài này nó có khoảng chừng hai chỗ nốt trầm thôi. Cô lo chỗ đó nhất, nhưng mà dù là không phải là con hát rõ lắm, nhưng rõ ràng nghe cũng được, chứ không phải là mờ như những lần trước. Nhưng mà con đã làm được cái điều mà cô mong ước. Khuyết điểm là xuống những cái nốt trầm với em là cái khuyết điểm mà từ đó giờ mà em vẫn đang cố gắng khắc phục. Nhưng mà để khắc phục thì nó không phải là chuyện như một ngày một bữa, mà nó phải có một thời gian và có một cái quá trình. Và em luôn rất là ngưỡng mộ những anh chị ca sĩ mà có thể hát được những nốt trầm rất là đẹp. Cái thứ hai nữa, từ cái cảm xúc, từ cái cách con diễn đạt, từ cái đường dây con sắp xếp, nó trọn vẹn một bài hát. Chúc mừng con. Tôi là một phụ huynh, tôi sẽ tới đây. Thấy chưa, tấn công rồi đó. Ngồi xuống. Em xin nói chuyện với chị. Nói chung là em là mẹ của bé Quỳnh Trang. Dạ, hôm nay bé Quỳnh Trang hát cùng. Ok, nên tôi cảm ơn cô rất nhiều. Trời ơi, mừng quá. Dạ, và tôi có một cái yêu cầu cũng không có to lớn gì lắm. Cô dạy thêm bé là cái cách xử lý cái microphone nó như thế nào, nốt lên cao, xuống thấp thì nó phải để như thế nào, chứ khi nó lên cao nó để sát vô miệng làm em giật mình đó cô. Dạ, cô dạy thêm đó giùm em. Cảm ơn cô nha. Thực ra bé Trang hôm nay xử lý micro cũng không đến nỗi để giật mình, tại vì bé lên cao nhưng mà chút xíu thôi à. Không có, từ đầu cho tới cuối luôn tôi giật mình nhiều lần lắm á cô. Bé Trang, con để cứ như vậy hoài, con xuống thấp con cũng để như vậy, mà con lên cao con cũng để như vậy, để sát vô cái miệng vậy đó. Giống như là chén chén là thấy giật mình rồi. Lên cao thì con phải kéo ra một chút, rồi khi mà xuống thấp con để gần một chút. Dạ, dạ thưa phụ huynh, tại vì nếu như mà bé đưa micro ra xa thì giọng bé nó sẽ mỏng hơn. Đợi cái hiệu trưởng nói là hát không rõ lời nữa, tôi sợ lắm. Tôi là hiệu trưởng, tôi không muốn nghe cái sự mà gây gổ ở trong trường của tôi. Đó, trời em. Dạ con xin lỗi cô hiệu trưởng. Cô xin có ý kiến. Trước tiên cô nhìn thấy con rất là dễ thương. Cái hình ảnh của con ngồi trên chiếc xe lam đi học. Tại vì hồi xưa cái thời của cô đó là cô đi học bằng xe lam đó. Thành ra là nhìn thấy cái cảnh của con thì cô cảm thấy nhớ lại cái thời cô còn trẻ. Thì bây giờ con bước xuống hình ảnh một cái cô gái rất là dễ thương, mà hát giọng của con rất là dễ thương và tình cảm. Chỉ có một cái là trầm của con là không được rõ lắm, còn mấy cái đoạn khác thì rất là tốt. Chỉ có cái yếu điểm của con là phải ráng tập lại cho nó rền hơn phần nốt trầm của con. Nhưng mà con diễn xuất tốt và con hát giọng có tình cảm, cô rất là thích nha. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn cô Hòa My. Mà
con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vui. Buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một sự yêu thương của quý vị khán giả qua những tràng pháo tay, thì lúc đó là thật sự là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là thăng hoa. Tràng pháo tay của quý vị khán giả cũng góp phần tạo nên cảm xúc và giúp cho giọng hát của không chỉ riêng Quỳnh Trang mà những anh chị thí sinh khác nữa cũng góp phần thăng hoa hơn. Cô Họa My chào Quỳnh Trang. Lúc nào Quỳnh Trang cũng làm cho cô Họa My hài lòng hết á. Kỳ trước cũng vậy, kỳ này cũng vậy. Tự vì cái dáng dấp của con rất là dễ thương, và tuổi con còn trẻ nhưng mà con hát rất là tha thiết. Cái điều đó rất là quý. Duy chỉ có mấy cái nốt thấp đó con hơi bị mờ. Thí dụ như mà lòng nghe luyến thương hoài, chữ hoài đó còn xuống nó hơi bị mờ chút xíu. Con phải khắc phục những cái chữ thấp của con. Thứ hai nữa là cô rất thích cái cách xử lý câu của con. Là thí dụ như con chia cái câu, con ngắt cái câu. Thí dụ như phố nhỏ vắng thêm một người, con ngắt cái chữ phố nhỏ vắng thêm một người. Cái đó rất hay. Kết lên tà áo màu hoa cưới, gác cho buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Và cũng như khuya nay anh đi rồi con ngừng chút xíu, nó có một cái sự làm cho trái tim mình nó hơi rung động. Cái đó con xử lý cô rất thích. Cảm ơn con nhiều lắm. Bây giờ cô phải nói thật lòng, cô không nói rút kinh nghiệm nữa. Tại vì kinh nghiệm là ai cũng sẽ có rồi. Và bản thân con cũng là cái người đã từng có kinh nghiệm sân khấu, chứ không phải là mới bước vào cuộc thi này lần đầu tiên. Những cái khen cô đã khen nhiều rồi. Khen về giọng hát, khen về cách xử lý bài hát, khen về biểu cảm, và thậm chí là khen về sắc đẹp nữa. Nhưng mà duy có hôm nay sau con hát bài này là cô lại không cảm xúc được. Mỗi người cảm xúc khác nhau. Dạ, cô thích. Tại vì á, cái vòng trước con hát bài kia rất hay, nắng nót từng từ ngữ chữ nét rất là hay. Bài này con lại bị mờ chữ. Có thể là con cảm xúc nhiều, con hát mượt mà nhiều, con quên đi cái nét. Cho nên chữ nó giống như bị gần dính nhau. Thứ hai nữa là đoạn cuối cùng quên lời. Khi mà hồi nãy thì Trang hát dứt câu thì nhận được tràng pháo tay của khán giả, cho nên là lúc đó là rất là hạnh phúc và hơi bị chi phối nhẹ, cho nên là bị lộn lời chứ không phải là quên lời. Cái lời trước là nhớ ai, cái lời sau là có ai, cho nên là thành ra là nó bị lộn qua lộn lại. Không, mà thật sự trong mắt tôi thì con gái tôi thì kiểu tôi thấy chưa có được nhiều lắm, chưa có hay. Cô Đào cũng nói đúng, cô Hòa My cũng nói đúng. Con phải cần cái giọng của con phải có cái cách xử lý nhạc của con, cách hát sao cho nó hay, cho nó truyền cảm, chứ không phải là bài nào con cũng lạng hết. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa cũng bị có người con gái buông túc thề, chứ có vô một cái giật mình luôn. Rồi phố nhỏ vẫn thêm một người, tự nhiên sao có cái câu đó rất là hay. Rồi cuối cùng là quên. Hôm nay nói chung là với mẹ thì con chưa đạt được, cố gắng thuyết phục thêm đi.
Đối với giám khảo Phi Nhung thì giám khảo Phi Nhung luôn khắt khe đối với thí sinh để cho các thí sinh biết được cái khuyết điểm của mình để mà tiến bộ hơn. Gọi trong giấc mộng còn chút thương yêu đi vào dư âm, có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chưa từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang trong căn phòng cô đơn, bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô cho thêm dầu.
cái bài Cỏ Úa theo Họa Mi thấy là Quỳnh Trang hát vừa đủ thôi, cái phần sâu sắc chưa có. Nhưng mà Quỳnh Trang tuổi còn trẻ như thế cũng là tốt rồi, vì thật sự thì cái bài hát Cỏ Úa này cuộc đời nó phải trải qua một chút xíu thì mình hát có lẽ là nó thấm thía hơn. Khi mà lên sân khấu hát thì thật sự lúc mà cô cất giọng hát lên là Quỳnh Trang chỉ biết nhìn cô thôi, bởi vì tình cảm quá. Và cái giọng hát khi mà cất lên không cần sử dụng kỹ thuật nhiều, không cần luyến lấy nhiều, nhưng mà vẫn chiếm được tình cảm của người đối diện. Quỳnh Trang tuy là nhỏ như vậy thôi nhưng mà có một lượng fan rất là lớn. Và bên cạnh đó thì Phương Uyên còn biết sức mạnh tinh thần của Quỳnh Trang còn đến từ người mẹ, lúc nào cũng ở bên cạnh. Xin được mời những lời nhận xét từ giám khảo Nhật Hạ. Em có yêu mẹ không? Dạ có. Thì em nói em cảm ơn mẹ đi. Con cảm ơn mẹ là luôn ở bên cạnh con. Dễ thương quá. Cảm ơn em và cảm ơn mẹ của em đã sanh ra được một em bé có giọng hát dịu dàng, dễ thương mà truyền cảm như vậy. Hạ thấy rằng em còn bé lắm và Hạ tin rằng bước đường tương lai của em sẽ rực rỡ hơn nhiều, vì em sở hữu một cái giọng hát tràn đầy tình cảm mà hiếm thấy lắm. Những chỗ em xử lý, những cái chỗ em bỏ nhỏ và ngân rất nhẹ ở cuối câu, Hạ rất là thích. Hạ nghĩ rằng cái bài này, cái tông hơi thấp cho em một chút, phải không ạ? Cho nên những cái nốt thấp của em nó hơi bị chìm một xíu. Nhưng mà vì mình hát song ca nên mình còn phải lệ thuộc vào tông của người khác nữa. Thường thường là những em trẻ thì tông cao hơn. Và những cái nốt cao của em từ cái giọng thật mà em luyến một tí xíu lên giọng gió rất là đẹp, phát âm đẹp, giọng đặc biệt, hát truyền cảm. Chúc mừng em, cô rất yêu giọng hát của em. Xin được cảm ơn giám khảo Nhật Hạ. Và chúng ta hãy cùng nghe lời nhận xét của giám khảo ca sĩ Trường Vũ. Anh thấy cái bài này của em á, tại chị Hòa My hát quá hay, lớn rồi, tại em còn nhỏ quá cho nên cái giọng của em chưa lớn hơn bằng chị. Nhưng mà đối với anh thì anh rất là thích cái giọng hát của em, nó không có giống ai, nó lạ. Nhưng mà chắc có bài này thì hình như là anh không có thích em hát cái bài này chút xíu. Cho nên cố gắng tìm những bài khác hay hơn, mà anh nghĩ là em sẽ còn tương lai hơn. Tại vì em năm nay mới có 20 tuổi à. Cảm ơn em. Dạ, có nghĩa là không thích Quỳnh Trang hát bài này một chút thôi nhưng mà vẫn thích Quỳnh Trang đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ, cảm ơn giám khảo Trường Vũ. Còn bây giờ thì xin được mời giám khảo ca sĩ Phi Nhung ạ. Không phải là dễ dầu gì mà mình được hát với những bậc tiền bối đâu nha. Nói cho các cô, các cậu biết như thế nha. Bây giờ nói về cái bài hát này thì hôm nay con hát cái bài Cỏ Úa với lại cô Họa Mi. Mẹ thấy là nó khác đi rất là nhiều. Con được cô Họa Mi chỉ dạy cho con nhả chữ rất là đẹp. Mẹ ngồi mẹ nghe mình rất là hãnh diện về con. Cũng giống như là chú Trường Vũ nói là cái dòng nhạc đó nó không phải là của con. Nhưng mà hôm nay con được hát chung với cô Họa Mi thì con học hỏi thêm một bậc nữa. Nhưng mà mình học hỏi để mình biết được mỗi loại hát, bài hát nó khác nhau như thế nào. Còn mình vẫn đi cái sở trường của mình. Hôm nay tôi chúc mừng cô. Cô rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Phi Nhung. Ủa tự nhiên sao Phi Nhung có một đứa con gái đẹp dữ vậy? Ganh tị vậy hả? Nó đẹp thôi nha, chứ cô cũng không đẹp bằng tôi nha. Qua bên nước xưa, lá hoa về bước không hồn, nhớ xưa
Thưa quý vị, dường như là chúng ta vẫn còn nhớ Quỳnh Trang đã từng thể hiện một ca khúc có tên được gọi là Nắng Chiều 2 là Bến Giang Đầu đúng không? Bước nặng đề qua thêm nhà phân vương xa. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và nhận được những lời khen từ ban giám khảo. Cái giọng hát của Trang tự dưng nó đột phá ra rất là hay, và những cái luyến lái nó làm cho Châu Linh thấy lạ ghê lắm. Xuống đây cho cô ôm gái. Cái bài hát này á, không có nghĩ rằng là nó 20 tuổi nó hát đâu. Nó là cũng ba mấy 40 tuổi rồi nó hát bài này á. Tại vì cái bài hát này phải trải nghiệm dữ lắm mới xử lý bài hát này được. Và con luyến lấy mấy chỗ nghe đã lắm Trang. Còn ngày hôm nay với ca khúc này thì không biết sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến đầu tiên từ ca sĩ Đông Đào. Một bức tranh rất là đẹp trên sân khấu Nắng Chiều. Nhưng mà cô hơi tiếc, ví dụ như cái đoạn giữa, đoạn gian tấu á, con kết hợp cùng với múa, con vài động tác nhẹ thôi cũng được. Ở trên sân khấu, ví dụ như lúc con hát thì có thể là múa minh họa cho con. Nhưng mà khi gian tấu là lúc đó con không có hát, con phải cùng tương tác với múa. Điều thứ hai, so với bài Bến Giang Đầu, bài này con hát không đạt bằng Bến Giang Đầu. Bến Giang Đầu con hát xuất sắc luôn. Cô bữa đó là cô không có lời gì để nói bài Bến Giang Đầu luôn. Nhưng đến bài này hôm nay con hát trên nhiều chỗ quá. Cái bài này tiết tấu nó hơi nhanh, cho nên con phải tách cái lời nó ra. Nó không có phải giống như những bài bolero đơn thuần mà mình hay hát. Bài này con thấy cái nhịp đánh không phải là bolero mà gần như cha cha cha.
Tức là con chưa có tách rõ hẳn, chứ ra con bị dính nhiều quá cho nên nghe nó cứ mờ cái tiếng của con. Cho nên con phải khắc phục những cái giai điệu như thế này á, con phải biết là hát gọn từ lại nữa để cho cái lời hát của mình nghe nó rõ hơn mà nó hay hơn, thì nó ra một cái màu sắc bức tranh quê hương đẹp lắm con. Rút kinh nghiệm nha. Còn lại thì đẹp thì vẫn đẹp, giọng thì vẫn hay. Ca khúc Nắng Chiều là một ca khúc mà em rất rất là thích và em luôn mong muốn có cơ hội một lần được hát ca khúc này, bởi vì ca từ và những cái nhịp điệu trong ca khúc này quá hay đi. Nhưng mà có thể em thích thì nó không phải là cái quyền quyết định để cái bài hát này có thể đạt được chất lượng 100%. Thật sự ra thì Trang vẫn còn trẻ mà còn nhiều cơ hội lắm. Tại vì con cả là có thể tiến bộ nhiều hơn. Tại vì mỗi một người ca sĩ đó, không phải là mình chọn bài nào mình cũng hát được hết, kể cả mình cũng vậy. Có những cái bài hát mình cũng không có chở nổi được. Có những bài hát thì mình hát nghe rất là hay. Cho nên cái quan trọng nhất là em phải chọn những cái bài hát mà hợp với cái giọng của em. Cho nên cố gắng, anh chị chỉ chúc cho em thôi. Cảm ơn. Em đã thiếu sót và có rất là nhiều những cái khiếm khuyết mà còn vướng mắc lại trong cái bài hát này. Cho nên là em sẽ lấy đó làm bài học và rút kinh nghiệm để nếu như mà em có cơ hội hát bài Nắng Chiều một lần nữa thì em sẽ hát thật tròn trịa và hứa là sẽ không có một khuyết điểm nào. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ duyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa vơi. Nắm tương lai trong bàn tay, một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại hồn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Bâng khuâng hồn như nở hoa trông chờ hồi ân, đắng cay trong lòng chỉ thấy tiếp hồng chiều tím. Không may đường cũ bước lần về, buồn nghe say sức tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiến đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy, dầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Trong bàn tay
một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e ngại buồn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ân, đắng cay trong lòng chỉ thấy tiếp hồng chiều tìm không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe say sức tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiến đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về. Dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khơi. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho xuyên suốt từ đầu chương trình cho đến cuối chương trình, Quỳnh Trang thể hiện rất tốt, hát khá hay. Nhưng không hiểu cái vòng quyết định này thì không biết sao Quỳnh Trang bị xuống phong độ rất là nhiều. Vì sao thì Quỳnh Trang không hiểu được. Hôm nay Quỳnh Trang thật sự hát không có cảm xúc. Chỉ mong là khán giả xem đài đừng thất vọng và đừng buồn vì phần thi vừa rồi của Quỳnh Trang thôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện tiết mục cuối cùng trong đêm thi hôm nay của cặp đôi nhan sắc Thiên Bảo và Quỳnh Trang. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những lời nhận xét của ban giám khảo. Và đầu tiên xin được mời ca sĩ Phi Nhung ạ. Trước tiên thì xin lỗi hai bạn nha. Cái bài Sầu Tím Tiếp Hồng thì nó quá dễ, thật sự nó quá dễ. Phi Nhung rất là tiếc trong cái tập này hai bạn diễn xuống phong độ. Thứ nhất, Phi Nhung nói về Thiên Bảo. Mình là nam ca sĩ, mình hát. Thứ nhất, mình hát với một người phụ nữ, mình không thể cầm cái tay của người ta ngang đây, mà mình phải nắm cái tay người phụ nữ nhẹ nhàng đi lên. Và cái bài này nó không có đến nổi mà phải nhìn, phải cọc cằn với một cái người phụ nữ nhỏ bé như bé Trang như vậy. Giọng bé Trang thì nhỏ nhẹ yếu đuối, còn giọng của Thiên Bảo là nó rất là mạnh. Bạn hát một bảo hát một mình rất là mạnh mẽ, nhưng mình hát chung với bạn nữ thì mình phải nương. Bạn Trang diễn chung với Bảo nhưng mà Bảo ngược lại, Bảo đi đâu á mặt không dám nhìn thẳng vô mặt diễn của bạn mình, là một cái điều thiếu sót của những người nghệ sĩ mà diễn chung trên sân khấu. Thực ra thì Thiên Bảo đã cố gắng hát tốt cái phần tốt hát của mình. Chỉ tiếc là cái thời gian để tập luyện với Quỳnh Trang quá ít, nó chưa đủ để mà hai người hòa quyện nhau. Cho nên là hôm nay cũng có những cái sơ sót khi mà hai người cùng diễn với nhau chưa có được ăn ý. Đây thì hát đã hay rồi, Bảo là không còn nói về giọng ca. Nhưng mà ở đây Bảo thiếu cái sự mà hát chung với cái người bạn diễn của mình. Lần sau Bảo cố gắng, Bảo cố gắng và cố gắng hơn nữa. Cái giọng hát của Quỳnh Trang và anh Thiên Bảo là hai cái giọng hát khó hòa quyện vào nhau, bởi vì giọng anh Thiên Bảo rất là mạnh, còn về giọng của Quỳnh Trang thì nó rất là mỏng. Cho nên là khi mà liên kết lại với nhau, song ca một cái ca khúc mà được rất là nhiều khán giả yêu thích thì nó về cảm xúc và về chất giọng thì nó hơi khó quyện. Thực tế ra diễn trên sân khấu mà một cặp đôi nó khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Một mình hát thì nó dễ hơn.
nhưng mà thứ nhất là giọng, thứ hai nữa là phải diễn xuất nữa. Diễn xuất thì nó từ từ nó sẽ có thôi, nhưng mà cái đó thì sao, nhưng mà cái hai cái giọng phải hòa với nhau thì nó mới ra là thành cặp song ca. Bởi vì song ca nó khó lắm. Quỳnh Trang cũng vậy nhé con, nhìn tưởng là dễ lắm nhưng không dễ đâu nha, cố gắng lên. Thì không dám diễn, không dám dồn, tại vì anh chắc có vợ ở dưới phải không? Cái này là anh Vũ đổ thừa vợ là em thấy nó không có đúng rồi. Người vợ đã đồng ý chồng. Phải anh, hồi xưa anh cũng diễn, anh cũng giống vậy. Vợ anh ngồi dưới anh không dám diễn, không dám dồn. Là vợ anh với anh là khác, còn này là khác mà. Mình đâu có từ từ, giống như kiểu người ta nói là từ từ. Bây giờ trên sân khấu thì anh nói anh mới vừa hát thôi. Còn anh với em là hát mấy chục năm rồi, anh vẫn còn ngại nữa, anh vẫn còn mắc cỡ. Thực ra Văn Ôn thì võ luyện thôi, nhưng mà tại vì Thiên Bảo bỏ sân khấu cũng hơn 12-13 năm rồi. Bây giờ trở lại bắt đầu vào cuộc thi này mới đi hát lại anh ạ. Còn trở lại vấn đề hôm nay thì nếu mà nói như vậy thì lẽ ra chắc phải để Thiên Bảo hát với Nguyên Trung, còn Mạnh Nguyên thì hát với lại Quỳnh Trang là hợp lý nhất. Nhưng mà tuy nhiên giống như thường thông thường thì cô Phi Nhung cũng hay nói là các em phải có một cái sự bộc phát ngoài cái sở trường của mình, thì cái một cái tương tác với nhau trong diễn sân khấu cũng là ngoài sở trường. Ví dụ các em quen đứng một mình hát sân khấu, biểu cảm một mình rồi, bây giờ kết hợp lên sân khấu, mà nhất là nam nữ nữa. Hát với cô tập trước cũng như thế, đứng không dám nhìn, kêu em nhìn lên tình cảm đi, nhìn tình cảm của cô già của số sao không dám tình cảm nhìn nha. Ông chị chạy cho em xí xí. Em thấy cái tập trước là bảo diễn với chị nha, đẹp lắm luôn á, rất là dễ thương. Tức là khi tập á, khi tập sân khấu thì Bảo Lê không có dám nhìn. Cứ em cứ nhìn đi, em cứ nhìn lên đại đi, của một cô già của sống sao không dám nhìn vậy, nhìn đại đi. Thì cứ nghĩ là cô là người yêu hay gì đi, đại đi. Thì có lẽ là hôm nay bé Trang xinh quá, trẻ quá so với Bảo hay sao đó, mà đại lược được mệnh danh là thiên thần nữa, cho nên là anh Bảo không dám dòm phải không? Diễn rồi cứ em thì cứ nhìn tình cảm, mà anh thì cứ con mắt cứ nhìn xuống, không biết lúc đó nhìn đâu nữa, chắc nhìn với hoa tím dưới kia quá. Rồi thêm nữa là một giọng thì quá dày, một giọng thì quá mỏng, cho nên là hai cái bài này vô là cái bồng. Mà từng cá nhân, từng người thì ai cũng tốt, mà tự nhiên kết hợp lại với nhau thì tự nhiên sao kỳ vậy?